những ông lớn đứng sau bảo kê cho các tập đoàn chùa chiền Việt Nam. Thưa quý vị, hiện nay thì khá nhiều doanh nghiệp đang đổ xô vào xây chùa với quy mô lớn, diện tích lên đến hàng nghìn hecta. Và chùa xây sau luôn cố gắng làm to hơn chùa trước. Liệu có ông lớn nào trong bộ chính trị chống lưng cho các tập đoàn kinh doanh Phật giáo siêu lợi nhuận hay không? Những câu hỏi này sẽ được giải đáp qua video sau đây. Trò chuyện với sư tăng đại chiến. Trong thời gian gần đây ở Việt Nam xôn xao vụ chùa Ba Vàng dưới sự chủ trì của Đại đức Thích Trúc Thái Minh đã thực hiện hành động cúng dường phản cảm với những hình ảnh như nhận tiền hoa trực tiếp từ các tín đồ được ghi nhận và lan truyền khắp trên mạng xã hội. Thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ, Phó trưởng ban trị sự, kiêm trưởng ban Phật giáo quốc tế, Xã hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Phó viện trưởng thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh, Ủy viên Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam lên tiếng trả lời phỏng vấn trên đài truyền hình VTC rằng Đức Phật đã quy định rất rõ, không tiếp nhận tiền, tài hoa khi khất thực, chủ yếu gieo duyên cùng với thức ăn. Những điều khác với hai quy định nêu trên là chưa phù hợp phần hóa được Đức Phật quy định cho người xuất gia. Thượng tọa Thích Nhật Từ nêu quan điểm về chuyện cúng dường ở chùa Ba Vàng. Ông nói rằng cũng không thể trách được Phật tử vì họ không biết các quy định của Đức Phật như thế nào. Còn với những người có nghiên cứu về giới, luật Phật giáo sẽ thấy rằng việc cúng dường như vậy là không phù hợp. Còn Đại đức Thích Trúc Thái Minh từ chối phỏng vấn báo chí, nhưng trên fanpage chính thức của chùa Ba Vàng có nêu ý kiến phản bác lại Thượng tọa Thích Nhật Từ và nêu rõ rằng chùa Ba Vàng khẳng định việc chư tăng chùa Ba Vàng khất thực tùy thí đắc thọ nhận tiền cúng dường của Phật tử để nuôi thân mạng hoàng dương Phật pháp và góp phần cùng chính quyền thực hiện chính sách an sinh xã hội là đúng pháp luật. Đúng pháp luật, phù hợp với cả sinh hoạt Phật giáo trong và ngoài nước. Hiện nay, lập tức dư luận của người dân cho rằng đây là cuộc đại chiến của sư tăng và dùng hình tượng hài hước đó là Nam Nhật Từ, Bắc Thái Minh, học theo tiểu thuyết võ hiệp của nhà văn Kim Dung, với hai nhân vật là Nam Mộ Dung, Bắc Kiều Phong để so sánh. Sau đó thì người dân nhận thấy fanpage của chùa Ba Vàng và trang cá nhân chính thức của Đại đức Thích Trúc Thái Minh liên tiếp có những bài viết phỏng vấn để chứng minh việc cúng dường như ở chùa Ba Vàng là không sai. Còn về Thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ thì lâu nay ông vẫn được biết đến với những phát ngôn kêu gọi đầy tính thị phi, đó là việc công khai giải biểu Công giáo, livestream trên Facebook kêu gọi huy động 200 tỷ để xây chùa, cùng nhiều vụ việc khác gây bức xúc trong dư luận. Thượng tọa Thích Nhật Từ cũng là người hoạt động hăng hái để tiền dương Phật Pháp bằng cách xuất hiện ở rất nhiều hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng như bên cạnh nhiều quan chức của nhà nước Việt Nam trong các sự kiện tôn giáo, văn hóa, xã hội. Lần này thì Thượng tọa Thích Nhật Từ chưa đáp lời, nhưng đã có người lên tiếng. Hòa thượng Thích Giác Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã có phát ngôn chính thức khẳng định, việc làm này là chưa chuẩn mực, không phù hợp với chất lý và truyền thống Phật giáo Việt Nam. Hòa thượng Thích Giác Quang cũng nói thêm rằng, chùa Ba Vàng không thuộc quản lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng không tham gia vào ban trị sự Giáo hội Phật giáo địa phương, mà do chính quyền địa phương trực tiếp quản lý. Vậy tại sao có một ngôi chùa như chùa Ba Vàng do chính quyền địa phương trực tiếp quản lý và góp phần cùng chính quyền thực hiện chính sách an sinh xã hội? Đây là hiện tượng hết sức bất thường. Một trong những câu hỏi lớn nhất là, nguồn tiền từ đâu mà các tập đoàn chùa chiền này có thể góp vốn với hàng trăm tỷ đồng như vậy? Và nguồn tiền này đến từ quỹ đầu tư nào? Từ những ông to bà lớn trong giới chính quyền nhằm rửa tiền hay sao? Chuyện các ngôi chùa trở thành tập đoàn kinh doanh Phật giáo ở Việt Nam trong gần 20 năm trở lại đây có hiện tượng. Có những ngôi chùa mới xây dựng hoành tráng, đình đám, thu hút nhiều tín đồ đến cầu cúng. Thường những ngôi chùa mới xây là dựa trên một nền chùa cổ có sẵn, sau đó xây mới lại toàn bộ như chùa Bái Đính, chùa Tam Chúc, chùa Ba Vàng và nằm trong một khu vực gọi là khu du lịch tâm linh, với những nguồn thu không chỉ từ tiền cúng dường mà còn từ việc kinh doanh các dịch vụ đi kèm như ăn uống, vui chơi giải trí, v.v. Trong khi chùa mới tấp nập khách đến hành hương thì ngôi chùa cũ có lịch sử lâu đời thì dường như cũng bị lãng quên. Chẳng hạn như bây giờ các đoàn khách tấp nập đến chùa Bái Đính xây dựng hoành tráng với nhiều kỷ lục mà ít ai biết đến ngôi chùa Bái Đính cổ có lịch sử hàng ngàn năm tuổi, nằm cách chùa mới chỉ 800 mét. Điều gì đã khiến người ta lãng quên những ngôi chùa cổ mà tấp nập đổ xô đến những ngôi chùa mới? Có lẽ do chùa mới không chỉ là chùa, mà chính là những tập đoàn kinh doanh Phật giáo, kinh doanh tâm linh và cách thức thực hiện rất bài bản, nhanh chóng với những chiến dịch truyền thông quảng bá cực kỳ chuyên nghiệp. Nhiều ngôi chùa vừa mới xây đồ sộ là do các đại gia tư nhân bỏ tiền ra xây như chùa Bái Đính ở Ninh Bình, gắn liền với tên tuổi của đại gia Nguyễn Văn Trường, tức Xuân Trường,
và sau này ông tiếp tục đầu tư 11.000 tỷ đồng, tức khoảng 470 triệu đô la Mỹ để xây mới chùa Tam Chúc, đạt kỷ lục chùa lớn nhất Việt Nam. Nằm trong khu du lịch, công trình này kỳ vọng đón được 3,7 triệu lượt khách vào năm 2025, khoảng 6 triệu lượt khách vào năm 2030, với mức tổng doanh thu dự kiến các năm 2025 và 2030 lần lượt là 1.100 tỷ đồng, gần 47 triệu đô la Mỹ và 1.700 tỷ đồng, khoảng 72,6 triệu đô la Mỹ. Khi được tạp chí Người Ta đưa tin hỏi rằng, người ta nói ông kinh doanh dịch vụ tâm linh, ông Trường trả lời, tôi bỏ tiền xây chùa rồi giao lại cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam quản lý. Tôi có thu tiền đâu mà bảo tôi là kinh doanh tâm linh. Chùa Ba Vàng còn gọi là Bảo Quang Tự, nằm ở trên núi Thành Đảng, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, vốn là một ngôi chùa cổ. Từ năm 2007, Đại Đức Thích Trúc Thái Minh thuộc hệ phái Thiền Trúc Lâm Yên Tử về trụ trì chùa và xây dựng lại với nguồn vốn được ước tính là khoảng 500 tỷ đồng, tức là khoảng 21,3 triệu đô la Mỹ. Tháng 3 năm 2019, sau khi báo chí lên tiếng về vụ việc, chùa Ba Vàng thỉnh vong cúng an gia trái chủ thu hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, thì Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã kết luận chùa Ba Vàng tổ chức lễ giải oan gia trái chủ chữa bệnh nhờ thỉnh vong, trả nợ cho vong bằng tiền hoặc lao động không công là trái với nghi lễ Phật giáo truyền thống. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh và chùa Ba Vàng vi phạm hiến chương giáo hội, làm tổn thương đến thanh danh giáo hội Tăng Đoàn. Đại Đức Thích Trúc Thái Minh đã bị bãi nhiệm tất cả các chức vụ trong Giáo hội Phật giáo Trung ương và địa phương, nhưng vẫn trụ trì chùa Ba Vàng. Trước đó thì thầy Thích Trúc Thái Minh là phó ban thông tin truyền thông của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó ban thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Lai Châu, ủy viên thường trực ban trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Ninh. Chuyện gì bất thường ở đây? Theo trả lời phỏng vấn của Hòa thượng Thích Gia Quang trên báo Việt Nam Plus, thì chùa Ba Vàng không thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cũng không tham gia vào ban trị sự Giáo hội Phật giáo địa phương mà do chính quyền địa phương trực tiếp quản lý. Nếu vậy thì sao trước đây thầy Thích Trúc Thái Minh lại có nhiều chức vụ trong Giáo hội Phật giáo các cấp và bị Giáo hội Phật giáo bãi nhiệm các chức vụ? Nhiều ý kiến của người dân cho rằng, đằng sau sự sừng sững không ngã của chùa Ba Vàng, sau nhiều ồn ào của dư luận mà thầy Thích Trúc Thái Minh vẫn vững ngồi trụ trì là có bàn tay nâng đỡ của ông lớn phía sau. Từ nhiều năm nay, đã có những luồng dư luận gay gắt của người dân Việt Nam cho rằng nhiều ngôi chùa thực ra là những công cụ để kinh doanh và số tiền đó đi đâu, chảy vào túi ai thì hoàn toàn là chuyện bí mật. Thấp thoáng bóng dáng đằng sau những ngôi chùa ấy là những quan chức lãnh đạo, những đại gia, sự cấu kết giữa những quan chức nhà nước cùng với chức sắc đạo Phật đã khiến cho nhiều ngôi chùa cổ nhỏ bé được xây dựng này trở nên hoành tráng với những kỷ lục nhất Đông Nam Á, nhất châu Á và nhất thế giới. Những ngôi chùa như Bái Đính, Tam Chúc, Ba Vàng là những minh chứng rõ nét. Chỉ phải có sự móc nối, cấu kết chặt chẽ với quan chức thì mới có thể giải thích được hiện tượng biến đất công tài sản quốc gia thành chùa chiền và việc xây dựng rất nhanh những ngôi chùa đồ sộ bậc nhất thế giới, kinh doanh dựa vào những niềm tin mù quáng của dân chúng. Thay vì đi giảng đạo lý, thay vì đi thực hành đạo Phật một cách đúng đắn, các ngôi chùa đó đã biến tướng trở thành nơi truyền bá mê tín dị đoan. Ai đã tiếp tay cho sự kinh doanh đó? Tất nhiên ngoài những vị sư trụ trì cụ thể mà miệng Nam Mô bụng thì còn có trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Giáo hội Phật giáo Việt Nam phải chịu trách nhiệm về những ngôi chùa đó. Không thể thờ ơ dung dưỡng để chùa chiền nhận tiền rồi im lặng và có những hình thức kỷ luật cho qua chuyện. Và các quan chức lãnh đạo nhà nước nấp bóng sau những ngôi chùa đó càng không thể nhập nhằng giữa tôn giáo và chính trị, dùng quyền lực của mình để kinh doanh tôn giáo. Ngoài ra, một bộ phận truyền thông báo chí đi xuyên tạc, đăng quảng cáo cho những ngôi chùa kinh doanh Phật giáo đó cũng phải chịu trách nhiệm. Cần phải nhấn mạnh rằng các tập đoàn tôn giáo này hoạt động rất chuyên nghiệp. Mỗi tập đoàn đều có chiến lược phát triển kinh doanh riêng, với hình thức quảng cáo riêng cho thương hiệu của họ. Tất cả đều xây dựng đội ngũ truyền thông rất mạnh với những kỹ năng tác chiến, tạo sự kiện không thua kém gì truyền thông nhà nghề, đến mức có thể khống chế và thao túng dư luận theo cách họ muốn và lôi kéo được lực lượng ủng hộ đông đảo mà thoạt nhìn thì dư luận cứ nghĩ họ là thuần túy, là tín đồ. Ai là nạn nhân của những tập đoàn kinh doanh Phật giáo đó? Chính là người dân Việt Nam, là những người dân thường bị đầu độc bằng những giáo lý hoang đường, gieo rắc sự mê tín dị đoan, bị lợi dụng bởi sự thiếu hiểu biết, bị cái vòng hào quang tôn giáo mê hoặc. Nạn nhân còn chính là Phật tử, một tôn giáo nơi nâng đỡ tinh thần của hàng trăm triệu tín đồ trên thế giới, với những giáo lý cao đẹp trở thành một tôn giáo bị mang tiếng xấu bởi một số ít kẻ trục lợi.
Và cuối cùng quan trọng là số tiền thu được từ quần chúng nhân dân sẽ chảy vào túi ai. Điều này thì bất cứ ai trong số chúng ta đều có câu trả lời. Các ngôi chùa to lớn mới xây ấy thực chất là những tập đoàn. Các nhà sư trụ trì đóng vai trò là giám đốc điều hành. Nắp bóng phía trên là hội đồng quản trị gồm những ông lớn đứng sau. Lợi nhuận của công ty là siêu lợi nhuận và không chịu bất cứ sự kiểm soát nào. Họ không chỉ là công ty mà còn trên cả các công ty. Vì không phải đóng thuế, không phải kiểm toán, không phải đóng bảo hiểm xã hội, không phải trả lương cho người lao động và không phải về hưu. Điều gì đã khiến cho các tập đoàn kinh doanh Phật giáo này nảy nở như nấm sau mưa? Tất nhiên không chỉ dựa vào niềm tin của dân chúng, chỉ có thể là sự mưu cầu lợi ích cá nhân chứ không thể là tôn giáo theo đúng nghĩa tốt đẹp của nó.